phóng viên Minh Đăng và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada trên website ibctv.us cũng như trên Facebook và YouTube IBC TV Official. Mở đầu cho chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật, chúng tôi xin kính mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong phần điểm tin thế giới và Hoa Kỳ. Các nước lo lắng về xung đột Sudan. Nga vượt làn ranh mới trong chiến dịch đàn áp kẻ thù của ông Putin. Nga cảnh báo nguy hiểm khi NATO tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh. Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris bảo vệ quyền phá thai trong cuộc phỏng vấn Telemundo trước phán quyết của Tòa án tối cao. Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp về công lý môi trường. Mở đầu là tin tức liên quan đến cuộc xung đột tại Sudan. Xin cảm ơn quý vị đến với phần tường trình của số ngôn viên Đình Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, các nước lo lắng về xung đột Sudan. Xung đột đang diễn ra ở Sudan làm náo động các nước láng giềng và khiến cho Hoa Kỳ cũng như các nước khác phải lo lắng vì nhiều lý do, từ lo ngại về việc chia sẻ nguồn nước chung của sông Nen và đường ống dẫn đầu cho đến việc thành lập một chính phủ mới và một khủng hoảng nhân đạo mới đang hình thành. Ở Sudan, quốc gia phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài, không xa lạ gì với xung đột. Nhưng lần này, giao tranh đang xé nát thủ đô thay vì một góc xa xôi của một quốc gia nằm trong khu vực bất ổn giáp với Biển Đỏ, Sahel và sừng châu Phi. 5 trong số 7 nước láng giềng của Sudan là Ethiopia, Chad, Cộng hòa Trung Phi, Libya và Nam Sudan đã phải đối mặt với những biến động hoặc xung đột chính trị trong những năm gần đây. Cuộc giao tranh nổ ra giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự, gọi tắt là RSF, vào ngày 15 tháng 4 tại Khartoum đã làm chệch hướng một kế hoạch được quốc tế ủng hộ để chuyển sang chế độ dân sự sau vụ lật đổ ông Omar al-Bashir vào năm 2019. Tổng thống Hồi giáo đã tự nắm quyền trong một cuộc đảo chính năm 1989. Các cuộc xung đột là đối đầu giữa tướng Abdel Fattah Al-Bohan, người đứng đầu hội đồng cầm quyền của Sudan chỉ huy quân đội, với các lực lượng RSF không chính quy do lãnh đạo dân quân giàu có một thời. Tướng Mohamed Hamdan Dagalo được biết đến với cái tên là Hameti, phó của ông Bohan trong hội đồng. Và tin tức liên quan đến Nga. Nga vượt lằn ranh mới trong chiến dịch đàn áp kẻ thù của Putin. Hầu hết tất cả những người phản đối Điện Kremlin đều bị bỏ tù hoặc là sống lưu vong. Các cơ quan báo chí tự do và các nhóm nhân quyền buộc phải đóng cửa. Có vẻ như nhiều năm đàn áp ở Nga đã đạt được mục tiêu. Chỉ trong vòng 3 tuần, các cơ quan an ninh và tòa án của Nga đã vượt qua một số ngưỡng cửa mới trong chiến dịch tiêu diệt kẻ thù, gián điệp và những kẻ phản bội. Vụ bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal vào ngày 29 tháng 3 vừa qua đã gửi một lời cảnh báo ớn lạnh tới một số nhà báo phương Tây còn lại ở Nga về những rủi ro khi di chuyển, nói chuyện với các nguồn tin và chỉ đơn giản là làm công việc của họ. Lần cuối cùng Moscow bắt giữ một nhà báo Hoa Kỳ với cáo buộc hoạt động gián điệp, một cáo buộc mà ông Gershkovich, tờ báo của ông và chính phủ Hoa Kỳ đều cực lực bác bỏ, là vào năm 1986 khi đất nước này vẫn còn nằm dưới sự cai trị của Cộng sản Liên Xô. Rồi sau đó vào ngày 17 tháng 4, chính trị gia đối lập Vladimir Kara-Murza bị bỏ tù vì tội phản quốc và phát tán thông tin sai lệch về cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Bản án 25 năm của ông dài gấp 3 lần so với bất kỳ bản án nào trước đây vì đã lên tiếng chống lại cuộc xâm lược của Nga. Nga cảnh báo nguy hiểm khi NATO tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh. Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo ngày 21 tháng 4 về thông báo nguy hiểm của NATO liên quan đến việc Ukraine gia nhập liên minh. NATO đang tự đặt ra mục tiêu đánh bại Nga ở Ukraine, và để tạo động lực cho Kyiv, liên minh này cam kết rằng sau khi xung đột kết thúc, Ukraine có thể được chấp nhận để tham gia vào liên minh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói như trên. Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đến thăm Kyiv vào ngày 20 tháng 4 và khẳng định tương lai của Ukraine là trong NATO. Ông Stoltenberg đã cho biết, ông đã thỏa thuận về một sáng kiến ủng hộ trong nhiều năm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời nhận định điều đó sẽ giúp cho Ukraine chuyển từ các học thuyết và phương tiện thời Liên Xô sang các vũ khí theo tiêu chuẩn NATO. Điều này sẽ đảm bảo khả năng tương tác đầy đủ với liên minh, Tổng thư ký của NATO đã nói. Chuyến thăm và tuyên bố của ông Stoltenberg về việc Ukraine gia nhập NATO đã vấp phải sự phản đối từ Nga. Điện Kremlin nhắc lại vào ngày 20 tháng 4 rằng việc ngăn Kyiv gia nhập NATO là một trong những mục tiêu then chốt của nước này. Trong khi đó, thì Đức, Ukraine và Ba Lan đã ký thỏa thuận bảo trì xe tăng Leopard. Theo đó, các quốc gia như Đức, Ba Lan và Ukraine đã ký một thỏa thuận bảo trì xe tăng Leopard do Đức sản xuất trong ngày thứ Sáu. Theo đó, các xe tăng cung cấp cho Ukraine sẽ được bảo dưỡng tại Ba Lan. Trong một buổi lễ ký kết ngắn bên lề cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO và đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein của Hoa Kỳ ở nước Đức, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức, ông Vladimir Barashryos đã gọi thỏa thuận này là bước đầu tiên cho những gì sẽ trở thành trung tâm bảo trì xe tăng Leopard của chúng tôi mà chúng tôi đã cung cấp gửi đến bạn, Oleksiy. Khi ông quay sang Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Ginnogov đã nói. Còn về phía đại diện của Phần Lan là quốc gia đã gia nhập NATO vào đầu tháng này, nói với các phóng viên rằng tình trạng thiếu đạn dược hiện nay được coi là một lời cảnh tỉnh. Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Phần Lan Esa Pohjanen nói với các phóng viên là kho dự trữ quá thấp, các ngành công nghiệp của họ không còn khả năng sản xuất năng lực cần thiết nếu như họ phải đối mặt với các mối đe dọa thông thường. Pohjanen cũng cho biết ông đang phát biểu thay mặt cho Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm của Phần Lan, người gần như không hoạt động sau cuộc bầu cử gần đây. Tổng thống Mexico nói tiền bán máy bay tổng thống sẽ được dùng để xây bệnh viện. Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador cho biết số tiền thu được từ việc bán chuyên cơ tổng thống của Mexico cho chính phủ Tajikistan sẽ được sử dụng để xây dựng 2 bệnh viện ở các khu vực khó khăn. Trên một video được tải lên từ tài khoản Twitter của mình, ông López Obrador được nhìn thấy đang lên máy bay mà ông tuyên bố sẽ được rao bán ngay sau khi nhậm chức vào năm 2018. Trong bài đăng, ông López Obrador cho biết giá bán thỏa thuận cho chiếc Boeing 787 Dreamliner được người tiền nhiệm Enric Pena Nieto sử dụng, nhưng chưa bao giờ là ông, có trị giá là khoảng 1,66 tỷ peso, tương đương với khoảng 92 triệu Mỹ Kim, theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Nhà cánh tả theo chủ nghĩa dân túy, người đã nhiều năm chỉ trích nạn tham nhũng của giới tinh hoa chính trị, trước đây từng nói rằng ông hy vọng bán chiếc máy bay này với giá ít nhất là 150 triệu Mỹ Kim. Chủ tịch Ngân hàng Công cộng và Dịch vụ Quốc gia Mexico, ông Jorge Mendoza, cho biết các giới chức chính phủ Tajikistan có 10 ngày để đưa chiếc máy bay về nước. Và đến đây chúng tôi xin tạm dừng. Trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị những tin tức cập nhật trong phần tin Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. Kính mời quý vị cùng đón xem.